Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của Đài Global TV và câu lạc bộ tiền nghệ sĩ Talk Show. Bên tay phải Minh Hưng là thí sinh số 9. Minh chào anh, xin có thể giới thiệu tên anh và cái nhạc phẩm anh sẽ trình bày trong cuộc thi hôm nay. Tên là Hoàng Tuấn, Nguyễn Hoàng Tuấn. Hôm nay Tuấn xin trình bày ca khúc Bởi Vì Anh Yêu Em của nhạc sĩ Phan Đình Tùng. Thưa anh Nguyễn Hoàng Tuấn, thì đây là cái cuộc thi lần đầu tiên anh tham dự hay là anh đã có từng trình diễn ca hát như vậy ở nơi bất cứ nơi nào không anh Thanh? Hay đây là lần đầu tiên anh đến một chương trình như vậy? Dạ, đây là lần đầu tiên mà em tham gia chương trình thi như vậy. Thì trước đây thì nói chung là thỉnh thoảng cũng đi hát ở mấy chỗ câu lạc bộ mà nhảy hay là gì đó thôi, chứ chưa bây giờ thi. Thì anh có thể chia sẻ đôi nét cái cảm nghĩ của anh khi mà anh nghe về cuộc thi này và lý do nào mà anh thôi thúc anh đến tham dự một cuộc thi như này thế anh? Ban đầu thì em chưa có nghe về đó, nhưng mà có cái chị cũng sinh hoạt trong mấy câu lạc bộ như vậy thì chị có giới thiệu về cho em về cái này, tại vì chưa bây giờ mà mình đi tham gia như vậy, nhưng mà chị động viên hoài nên cuối cùng nghĩ thôi kệ, có gì mình cũng tham gia cho vui. Rồi, chúc anh may mắn cho cuộc thi này. Rồi. Tiếp tục với chương trình thì Ngọc Thanh xin mời thí sinh mang số 9, anh Tuấn Nguyễn. Xin cảm ơn chị. Xin kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Hôm nay Hoàng Tuấn trình bày khúc Bởi Vì Anh Yêu Em, nhạc trẻ của nhạc sĩ Phan Đình Tùng. Dần trôi tôi với tôi lẻ loi, xót xa mối duyên tình xưa. Phút giây mình bên nhau, còn đâu hỡi em? Vì sao em nỡ cất bước ra đi? Bao ngày qua khi bóng em dần xa, ân tình tự như đã nhòa. Nhưng trong lòng anh vẫn thầm mong có em, người yêu ơi, xin em hãy trở về. Dẫu biết rằng cuộc tình mình dường như khói mây mà thôi, dẫu biết rằng lời hẹn thề dường như em chán dần trôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh, hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xa, hãy nói là cuộc đời này xa mối duyên tình xưa. Phút giây mình bên nhau, còn đâu hỡi em? Vì sao em nỡ cất bước ra đi? Bao ngày qua khi bóng em dần xa, ân tình tự như đã nhòa. Nhưng trong lòng anh vẫn thầm mong có em, người yêu ơi, xin em hãy trở về. Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi, dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh, hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xa, hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh, dẫu biết tin ta đã không thể. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn anh. Xin cảm ơn quý vị và Ngọc Thanh xin mời ca nhạc sĩ Diệu Hương có lời ý kiến. Trước khi Diệu Hương nghĩ rằng là hình như là anh Tuấn Bùi hình như hơi bị run phải không? Tại vì dạ, khi hát trong giọng hát nó bị khá run. Và là có một đề nghị rằng nếu mà lần sau thi thì chắc phải nên chọn một cái bài hát mà nó không bị dồn chữ nhiều như vậy. Để khi dồn chữ mà mình vừa bị run nữa đó, mình hát không được rõ. Thì đó là cái ý kiến của tôi. Dạ, xin cảm ơn ca nhạc sĩ Diệu Hương. Và Ngọc Thanh cũng xin mời ca nhạc sĩ Ngọc Hà. Tôi có một ý kiến như thế này. Khi mà mình dự thi giọng hát của mình mà mình dùng cái soundtrack với cái background music với background vocals quá lớn, nó sẽ đánh át cái giọng hát của mình đi. Và đến khi mà mình hát cái chỗ nhanh, không còn nghe được rõ chữ mình muốn diễn tả cái gì nữa. Rất tiếc nếu mà em chọn một cái bài nào đó có thể phô diễn giọng hát của em để người ta có thể nghe được rõ cái giọng của em hơn thì quý hơn. Cái sự mà chưa được thoải mái lắm nó cũng vẫn còn ở trong đó. Em cũng vẫn chưa có dám nhìn thẳng vào khán giả để mà truyền cái tâm tình của bài hát vào người ta. Em cũng vẫn còn nhìn đâu đó. Thành ra tập thêm những cái đó thì tốt hơn. Cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn ca sĩ Ngọc Hà và Ngọc Thanh. Cũng xin mời ca nhạc sĩ Vũ Anh ạ. Tôi đồng quan điểm với nhận xét của chị Ngọc Hà. Riêng cá nhân tôi thì thêm một chi tiết này. Lần sau khi anh trình diễn một cái câu hát nào mà phải hát nhanh, speed nó increase và nhiều chữ thì anh phải ráng tập nhiều hơn nữa để những chữ đó khi phát ra người nghe đón nhận được nó là chữ gì. Hồi nãy một số chữ anh đọc ở trong miệng anh khi phát âm tôi phải cố gắng lắm nhưng mà cũng không được repeat everything. Dạ, xin cảm ơn ca nhạc sĩ Vũ Anh. Và anh cho Ngọc Thanh hỏi là đây là lần thứ mấy anh đã trình diễn? Đây là lần đầu tiên Hoàn Tuấn trình diễn thi như thế này. Thì trước đây thì hay đi ở mấy cái chỗ câu lạc bộ dancing, hát này nọ gì thôi. Như vậy bây giờ anh hết rung chưa? Hết. Vì đã trình diễn xong rồi phải không ạ? Dạ, xin mời anh. Thưa quý vị khán giả, quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Bởi Vì Anh Yêu Em với tiếng hát của thí sinh số 9, anh Tuấn Nguyễn. Xin anh có thể chia sẻ cảm nghĩ của anh sau khi anh trình bày nhạc phẩm này và những lời nhận xét của ban giám khảo thưa anh. Dạ, thật sự đây là lần đầu tiên mà tham gia thi nên cũng rất là rung. Nhưng mà lời nhận xét của ban giám khảo rất là chính xác. Thưa quý vị, thì đó là những lời trình bày chia sẻ của thí sinh bằng số 9. Cảm ơn xin được nhắc là những cái nhạc phẩm này chúng tôi sẽ lần lượt chiếu trên chương trình Câu lạc bộ Tình nghệ sĩ Talk Show và chúng tôi cũng để upload những cái bản nhạc này trên website chúng tôi ở địa chỉ là caulacbotinghệsi.com. Xin quý vị vào và vote cho bất cứ thí sinh nào quý vị yêu thích tiếng hát của họ. Một lần nữa đây là thí sinh số 9, anh Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn có gửi lời chào đến quý vị khán giả kìa. Xin kính chào quý vị khán giả. Thì wow, xin quý vị nếu yêu thích tiếng hát của Hoàng Tuấn thì xin vote cho Tuấn. Cảm ơn nhiều. Chúc em may mắn.